Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài, từ ngày 2 đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, 4 bị cáo điều khiển xe mô tô gắn biển số giả, thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Lai Dung, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và huyện Cái Bè, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày 28 tháng 12 năm 2022, trên đường tẩu thoát, hai bị cáo Phi và Đạt bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang, Tuấn và Thanh chạy thoát. Đến ngày 16 tháng 6 năm 2023, Thanh bị bắt khẩn cấp, còn Tuấn ra đầu thú sau đó. Trước đó, hai bị cáo Phi và Đạt còn rủ nhau đến địa bàn thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò và huyện Châu Thành thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản. Tổng giá trị tài sản do 4 bị cáo chiếm đoạt trong 11 lần cướp là trên 220 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Phi 10 năm tù giam, Dương Ngọc Đạt 9 năm tù, Nguyễn Hoàng Tuấn và Thái Giang Thanh mỗi bị cáo lãnh 7 năm tù và buộc bồi thường cho bị hại trên 200 triệu đồng.